bạn đang nghe chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Chúng ta muốn hành trình của mình sẽ là con đường thẳng và bằng phẳng để nhanh chóng đến được nơi cần đến. Nhưng hành trình cuộc đời chứa đựng vô số những con đường vòng, đầy dẫy thách thức, khó khăn. Dù khi buộc phải đi trên một con đường vòng, chúng ta thắc mắc và than vãn, nhưng Chúa có chương trình cho mỗi con đường vòng mà chúng ta đang đi trên. Hôm nay, ngày 4 tháng 1 năm 2022, chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày thân mời quý tín giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Sadia Richie qua chủ đề Những con đường vòng. Nếu có một câu kinh thánh thực sự làm tôi khó chịu thì đó là Sáng Thế Ký chương 12 câu 1, khi Đức Chúa Trời phán với Abraham: hãy ra khỏi quê hương, bà con thân tộc và nhà cha của con để đi đến vùng đất ta sẽ chỉ cho con. Lý do tôi cảm thấy khó chịu là vì nó không chỉ đánh ngay vào nhu cầu muốn kiểm soát của tôi mà còn khiến tôi cảm thấy bị thua thiệt rất nhiều. Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời xác định thời gian và địa điểm mà mỗi chúng ta được sinh ra, Công Vụ các sứ đồ chương 17 câu 26. Đôi khi tôi tự hỏi không biết có phải Chúa đợi cho đến khi người ta phát minh ra hệ thống định vị GPS rồi Ngài mới đưa tôi vào thế giới này hay không. Tuy nhiên, có những lúc một phần trong kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta là những con đường vòng. Lấy ví dụ về trường hợp của Abraham và Sarah. Khi Chúa kêu gọi họ rời bỏ quê hương, Abraham và Sarah thu dọn gia đình nhỏ của mình và bắt đầu cuộc hành trình. Nhưng ngay khi họ đang bắt đầu đạt được một số bước tiến thì nạn đói xảy ra. Họ phải đánh một đường vòng sang Ai Cập lánh nạn. Nhưng điều kỳ lạ là khi họ rời Ai Cập thì Kinh Thánh nói rằng họ đã quay trở lại nơi họ bắt đầu, đến chỗ lần trước ông đã đóng trại. Sáng Thế Ký chương 13 câu 3. Abraham không chiếm được một tấc đất nào. Vậy thì một vòng hành trình này là để làm gì? Nếu đọc tiếp vài đoạn sau đó, chúng ta sẽ thấy một nhân vật khác được giới thiệu là Aga, đầy tớ gái người Ai Cập của Sarah. Tôi tự hỏi không biết đó có phải là vì Đức Chúa Trời đã đói thương đến Aga, quyết định đem cô ra khỏi Ai Cập và những vị thần ngoại giáo ở đó và bày tỏ chính Ngài cho cô hay không? Điều gì sẽ xảy ra nếu Đức Chúa Trời sắp xếp con đường vòng vào Ai Cập này? Không phải vì Ngài cần đưa Abraham và Sarah đến đó, mà vì Ngài muốn đưa Aga ra ngoài. Bởi vì Đức Chúa Trời hoàn toàn có thể ngăn chặn nạn đói. Nếu cần thì Ngài có thể ban mưa mana từ trời xuống kia mà. Nhưng với Chúa, mọi thứ đều có mục đích. Ngay cả những con đường vòng, ngay cả những khó khăn, ngay cả những con đường trong hoang mạc. Sau đó, Abraham và Sarah thực hiện kế hoạch sai lầm để cho Aga mang thai. Và tiếp theo là những xung đột trong gia đình khiến cô chịu khổ đến mức phải bỏ trốn vào đồng vắng. Thì chính Đức Chúa Trời đã đuổi theo cô. Chính Đức Chúa Trời đã gặp cô ở đó và Aga nhận biết rằng Đức Chúa Trời đói xem cô. Sáng Thế Ký chương 16 câu 13. Bạn đã bao giờ ở hoang mạc? Tôi thì có kinh nghiệm này. Nếu ở hoang mạc, chúng ta chỉ nhìn thấy cát bụi và sự tuyệt vọng dưới chân mình. Bên phải thì hoang vu, bên trái thì trống rỗng. Nhưng khi nhìn lên thì Chúa vẫn ở đó, vẫn đói xem và dõi theo. Tại sao? Bởi vì chỉ trong hoang mạc, chúng ta mới có thể nhận ra rằng mình cần phụ thuộc hoàn toàn vào Chúa. Có lẽ đó là lý do tại sao Chúa cho phép chúng ta đến đó. Để tới chỗ tấm lòng chúng ta chỉ có thể hướng lên trời và kêu cầu: Chúa ơi, Ngài có nhìn thấy con không? Bạn thân mến, Chúa nhìn thấy bạn. Aga có thể cảm thấy vô cùng cô đơn, nhưng thực ra cô chưa bao giờ đơn độc. Có thể cô cảm giác mình không thấy gì, nhưng cô chưa bao giờ nằm ngoài tầm mắt của Chúa. Có thể cô chưa bao giờ cảm nhận có ai biết đến mình, yêu thương mình. Nhưng chính lúc đó, ngay tại nơi hoang mạc cằn cỗi, cô nghe thấy một giọng nói cất lên: Này Aga. Và ở đó, trên con đường trong hoang mạc, là nơi chúng ta có cái nhìn đầu tiên về kế hoạch tuyệt vời mà Chúa dành cho cuộc đời cô. Còn bạn thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu Đức Chúa Trời muốn sử dụng những con đường trong hoang mạc, những con đường vòng, những khó khăn, những đau khổ và những giọt nước mắt để định hình và uốn nắn bạn cho những mục đích lớn lao của Ngài? Bạn sẽ tin cậy Ngài chứ, ngay cả tại những con đường vòng. Chúa bảo bạn rằng: hãy đi đến vùng đất ta sẽ chỉ cho con. Nhưng đừng ngạc nhiên nếu bạn gặp phải một số con đường vòng trên đường đi.
này, ta sắp làm một việc mới. Bây giờ nó đang hiện ra mà các con không biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong hoang mạc và khiến những dòng sông chảy nơi đất khô cằn. Ê-sai chương 43 câu 19. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, khi Ngài cho phép con đi trên những con đường vòng hay con đường trong hoang mạc, xin giúp con tin cậy Ngài hoàn toàn và khám phá chương trình tốt đẹp mà Ngài dành cho cuộc đời con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý thính giả thân mến, bạn đang đi trên con đường bằng phẳng hay con đường vòng? Dù hoàn cảnh hiện tại của bạn có thuận lợi hay đầy thách thức, hãy hết lòng nương dựa nơi Chúa, tùy thuộc vào Ngài hoàn toàn và xin Ngài bày tỏ kế hoạch mà Ngài dành cho bạn trong hoàn cảnh bạn đang trải qua. Chúa thánh trời cao, danh Chúa soi rằng người muôn đời, tiếng suy tuôn vang dày khắp nơi nơi trần gian. Luồng vinh quang lan khắp khung trời, vượt mọi tinh tú thần xa, tiếng suy tuôn vang dày khắp nơi nơi bầu trời. Và khi nghĩ đến những dải ngân hà, tình tú với các hành tinh, không biết có bao giờ Chúa thấy thân phận tôi. Mà sao Chúa nắm lấy bàn tay này, tình yêu Chúa thâm thiết là thay. Chúa thân là nguồn yêu thương từ nay đến mãi sau. Chúa thánh trời cao, danh Chúa soi rằng người muôn đời, tiếng suy tuôn vang dày khắp nơi nơi trần gian. Luồng vinh quang lan khắp khung trời, vượt mọi tinh tú thật xa, tiếng suy tuôn vang dày khắp nơi nơi bầu trời. Rằng người muôn đời, tiếng suy tuôn vang dày khắp nơi nơi trần gian. Luồng vinh quang lan khắp khung trời, vượt mọi tinh tú thật xa, tiếng suy tuôn vang dày khắp nơi nơi bầu trời. Và khi nghĩ đến những dải ngân hà, tình tú với các hành tinh, không biết giờ Chúa thấy thân phận tôi. Mà sao Chúa nắm lấy bàn tay này, tình yêu Chúa thâm thiết là thay. Chúa thật là nguồn yêu thương từ nay đến mãi sau. Chúa thánh trời cao, danh Chúa soi rằng người muôn đời, tiếng suy tuôn vang dày khắp nơi nơi trần gian. Luồng vinh quang lan khắp khung trời, vượt mọi tinh tú thật xa, tiếng suy tuôn vang dày khắp nơi nơi bầu trời. Luồng vinh quang lan khắp khung trời, vượt mọi tinh tú thật xa, tiếng suy tuôn vang dày khắp nơi nơi bầu trời. Chúa thánh trời cao, danh Chúa soi rằng người muôn đời, tiếng suy tuôn vang dày khắp nơi nơi trần gian. Luồng vinh quang lan khắp khung trời, vượt mọi tinh tú thật xa, tiếng suy tuôn vang dày khắp nơi nơi bầu trời. Tiếng suy tuôn vang dày khắp nơi nơi bầu trời.
Quanh Quê vui mừng cảm tạ Chúa khi nhận được rất nhiều những tin nhắn và phản hồi từ con cái Chúa khắp nơi gửi về cho chương trình tỉnh nguyện hàng ngày. Cảm tạ Chúa, mỗi sáng từ thứ Hai đến thứ Bảy, nhóm tỉnh nguyện chúng tôi đã thay phiên nhau hướng dẫn học Kinh Thánh qua những bài học từ Quanh Quê. Chúng tôi đã chia sẻ cho nhau nghe về những gì học được từ Chúa qua chương trình này. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn chương trình tỉnh nguyện hàng ngày của Quanh Quê đã giúp tôi nhận ra những điều Chúa dạy dỗ thật quý báu trong cuộc đời này. Nếu quý vị được khích lệ qua chương trình, vui lòng bấm theo dõi kênh, chia sẻ chương trình này cho bạn bè, người thân để mọi người có cơ hội được tiếp cận với lời Chúa mỗi ngày. Hoặc nếu quý vị có thắc mắc, góp ý nào, xin hãy chia sẻ cùng với chúng tôi bằng cách để lại bình luận trên website, YouTube, Facebook hoặc gửi email về địa chỉ chia sẻ@quanhquay.vn. Quý vị cũng có thể dự phần dâng hiến cho chương trình này thông qua các phương cách trên hoặc liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0896 164 199. Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.